Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 12, trang 74 đến trang 77. Bài 22, bức tường có nhiều phép lạ. Đầu tiên là phần viết, viết hướng dẫn thực hiện một công việc. Đề bài viết hướng dẫn các bước làm một đồ chơi mà em yêu thích. Một nhỏ, lập dàn ý. A. Cần chuẩn bị những dụng cụ vật liệu gì để làm đồ chơi? Rồi B. Kể lại các bước hướng dẫn làm đồ chơi. Bước 1. Tên hoạt động. Bước 2. Tên hoạt động. Bước 3. Bước 4. Bước 5. Tên hoạt động. Rồi sự việc. Việc 1. Việc 2. Việc 3. Dụng cụ vật liệu cách làm. Như vậy thì các em sẽ lập dàn ý. Đề bài ở đây đó là chúng ta sẽ viết cách hướng dẫn các bước làm một đồ chơi mà em yêu thích. Thì sẽ lập dàn ý, chúng ta có hai phần. Cần chuẩn bị những dụng cụ vật liệu gì để làm đồ chơi. Rồi tiếp theo nữa là kể lại các bước làm đồ chơi. Ví dụ, hướng dẫn làm chiếc chuông gió. A. Dụng cụ vật liệu cần chuẩn bị. Dụng cụ kéo, kìm, dây thừng cỡ nhỏ, dây dù, dùi đục. Vật liệu thanh gỗ nhỏ, vỏ sò, màu nước, cọ tô màu. B. Các bước làm đồ chơi. Bước 1. Dùng dùi đục để đục một lỗ nhỏ đủ để luồn sợi dây đi qua ở đầu của mỗi mảnh vỏ sò. Bước 2. Cắt sợi dây thừng thành từng đoạn với hai kích cỡ khác nhau, một loại dài 20cm, một loại dài 30cm. Bước 3. Dùng các đoạn dây để sâu qua các mảnh vỏ sò đã được đục lỗ. Sợi dây dài 20 sau 4 mảnh vỏ sò, sợi dây dài 30cm thì sau 6 mảnh vỏ sò. Để lại một đoạn dây ở đầu để sử dụng. Bước 4. Thắt nút ở các đoạn dây sát mảnh vỏ sò để các mảnh sò đúng yên trên sợi dây, đúng yên trên sợi dây mà không bị dồn về một phía. Bước 5. Là buộc các sợi dây có mảnh sò lên thanh gỗ đã chuẩn bị từ trước, buộc xen kẽ các sợi ngắn dài. Không buộc các xa nhau quá để các mảnh sò có thể va vào nhau để tạo ra âm thanh. Rồi tiếp theo bước 6 là dùng màu nước để trang trí cho thanh gỗ và các mảnh vỏ sò. Bước 7, buộc hai đầu của một sợi dây dài và vào hai cái đầu thanh gỗ để treo nó lên cao. Nên treo ở vị trí rộng rãi và có gió để có thể thường xuyên tạo ra các âm thanh vui tai. Rồi như vậy thì các em vừa theo dõi phần hướng dẫn làm chiếc chuông gió. Thì đề bài của chúng ta là các em sẽ viết hướng dẫn các bước làm đồ chơi mà em yêu thích. Thì các em yêu thích món đồ chơi nào thì chúng ta sẽ nêu, chúng ta sẽ viết bài hướng dẫn để mà hướng dẫn cách làm món đồ chơi mà chúng ta thích. Hai nhỏ là viết hướng dẫn làm đồ chơi theo dàn ý đã lập. Thì chúng ta sẽ viết cái hướng dẫn làm đồ chơi theo dàn ý mà chúng ta đã lập ở trên. Rồi cuối cùng phần vận dụng, tìm đọc một câu chuyện về nhà khoa học. Như vậy các em có thể tìm ở trên sách báo hoặc là trên internet một câu chuyện về nhà khoa học để chúng ta tìm đọc và nêu các nội dung. Tên câu chuyện, ví dụ như chuyện nhà phát minh và bà cụ.
tên truyện nhà phát minh và bà cụ. Tác giả theo truyện đọc 3 1995. Theo truyện đọc 3 1995. Tên nhà khoa học Thomas Edison. Chi tiết ấn tượng về nhà khoa học. Thì ở trong truyện này, chi tiết ấn tượng về nhà khoa học đó là ông là người chăm chỉ, ông là người chăm chỉ, cần mẫn, luôn say mê với khoa học. Luôn say mê với khoa học. Rồi như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.